Xin chào đến tất cả các bác nhé. Hôm nay Tiến BNB lại quay một đôi loa của hãng DK, một bát 30 một kèn. Loa DK này của nó là thép leo các bác nhé. Từ vẫn từ năm châm thường nhưng mà nó là thép leo, hàng này cực gấu luôn. Riêng hàng này các bác xem video và Tiến BNB quay đây các bác lại rất thích, tại vì là cái loa này nó cực khủng, mà loa này như mới. Để các bác mang loa bác mang loa đấy, lời nó cực hay luôn, riêng lời alo của nó nhá không thể chê một điểm nào luôn. Chép leo thì nó cực sạch mà sáng, phổ rộng trong vòng sâu, ví dụ vòng bác dài chiều dài độ 5 mét, mà dài độ 15 mét, một tiếng đéo nó phổ kín hết phòng luôn các bạn. Chép leo nó là thế. Còn bát này của nó alo rất cực thoáng và bát nó bay. Đây là ngoại hình bên ngoài của loa. Coi. Và bây giờ tôi sẽ tháo cái lọt tép cho các bạn xem trước này. Tép leo các nhé. Tép cũng là tép leo chứ không phải là tép đấy. Đó. Các bác nhìn không? Hàng Tây là Hàn không mở cầm đắc. Như bố các bạn. Nó chỉ quận luôn chết vào luôn chứ không bao giờ cắm đắc. Trừ nó bát tép leo các bạn. Đây các bác nhìn từ đó. Cực khủng luôn. DK luôn. Nói chung các dòng này mà các bác nghe thì chả có điểm gì chê cả. Giá thì nó hơi mắc rồi các bạn. Model DK 1430T Dancer 8 ohm. Đó, các bác nhìn thép neo làm rất rất khôn, mà cái này nó là bằng nhựa này, nó cực kỳ dày đúng không ạ? Đây các bác nhìn làm nó khủng lắm. Còn đây là bác nó nhé các bác, nhầm từ nó như này. Đó, thổi chưa gãy được. Đây rồi. Các bác chờ tôi tí nhé, tôi tháo cái gì. Hơi chặt. Ui, chặt. Các bạn nhìn thấy khổ không? Đề cà các bạn nhé. Nhưng cái hàng này các bạn phải không nghĩ được. Mà tội đá này là phải mắc đó. DK này 1238W Dunkin Elan nhé của anh nhé. DK là của anh đó. Đây là theo thời gian này nó cứ bẩn, nó mốc mốc như này các bạn. Đấy, bãi nó vẫn như thế. Cực khổ. Quá to luôn, từ quá to mà dày các bạn. Nó không phải là to mà mong các bạn. Từ này nó phải rơi tầm độ 18-19 phần thì tôi cũng chả biết. Bỏ bàn tay tôi như này, có biết. Đây, một thước, tôi đo các bác xem. Một thước đi. Không có thước các bác. Có thước thì tôi đo là các bác xem là bao nhiêu. Đây các bác nhìn cái bát, nó biết này là bát nó khủng hay không khủng. Sâu, cái bát nó rất sâu. Chứ nó không lông. Bình thường như các bác kia nó chỉ lông đến tận tầm này, không có là cao đến tận tầm này, cọc như này các bác, cực khủng, xương nhôm đúc cho các bác nhé, cực dày luôn. Tức là hàng của hãng thì nó làm khôn lắm, nó không có như cái một số hãng khác. Từ trắng có gì thì biết chính hãng không. Phân tần của nó gọi là cực cực gấu các bạn. Bông thủy tinh các bác nha, bông thủy tinh nha. Quay qua theo.
phần tần nó này các bác nhìn phần tần của em này các bác thì choáng hết, nó quá to quá. Chắc các bác thấy như khó nhỉ, đây, đây là cái bóng nha các bác nhé, bóng này nó như cái bóng bốt á, chứ không phải là bóng người ta bằng vàng đâu, bóng thủy tinh này, y chang như bốt này, cứ bốt bóng bốt này, bóng này y chang đấy, à tị nó làm đấy. Đó. Vì phân tần nó vẫn màu xanh tím như con DK, đẩy DK bốt nha, đó. Tất cả những cuộn dây đó nha đều chuyện DK và Elan của anh hết các bạn. Cuộn dây nó là bằng khung nhựa nha, khung nhựa fit nhựa trong nha các bác nha. Tức là hàng chính hãng nó thì làm thì nếu các bác nhìn phần tần này nó dài độ 25 phân, tức là găng tay tôi 22 này nè. Tôi đo các bác xem, để các bác nhìn đi nha. Từ gốc dây này là 22 phân này. Mà tôi bên đây thôi, còn đây thôi. 25 phân. Các bác nhìn có hốt chưa? Chở 1 2 3 4 5 6. Cuộn chặt kép chặt. Bát là 1 cuộn, 2 cuộn, 3 cuộn mà đều in DK hết trên cuộn đấy các bạn. Thương hiệu hãng nào để hãng đó. Anh mua mà. Mua gì? Cực kỳ gấu luôn. Tụ vàng chóe luôn. Đây, còn tụ chặn không phải vàng chóe luôn. Còn đây tụ nhôm thắt chứ không có chơi những cái tụ đến đen các bạn. Đây là tôi theo đây là hình như là đây là tem của sản xuất của nó này. Đấy. Vẫn DK nha, tem kiện đỏ của DK các bác nhá. Không thể nhầm đất anh nào được. Tem này, kiện đỏ của DK này. Đấy. Đây quay tối thì các bác không nhìn thấy đâu, nhưng mà ban ngày các bác nhìn thấy được của DK. Kể cả những cái phân tần nó chuyện chìm ở mạch DK hết rồi các bác này. Đó, đây là cái giấy là giấy dán là cái dạng sản xuất vào cái năm nào. Đó. Đây, Made in Elan này. Đó, những nhựa cuốn dày các bác này. Ui, như hàng này các bác thì không phải nghĩ được. Đó, nhìn nó khủng như mụ này, to như găng tay tôi như này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? 22 phần nhưng mà nó chưa hết phần nữa nó. Bóng này nó là bóng như bác nhá. Đó. Nó có bóng mà. Tụ tụ nhôm. Tem thép leo. Đó, nếu mà bác nào có nhu cầu lấy con loa DK này nhá thì sẽ liên lạc với cả Tiến Bimbi. Đây đằng sau đấy, tôi giữ kép của nó rơi mất. Đằng sau của nó thì khủng mà khủng nữa các bạn. Đây các bạn nhìn nó chưa? DK Dara King Modern Low KH12 Power Handling 400W, 800W, 1600W. Đây các bác này, mã vạch nó đây này. Chứ cái hàng này bác phải trả với lần tần một cái gì. Còn đây là những cái chế độ ngoài rời đánh vùng nhỏ vùng hẹp nha các bác, không tắt này. Đó. Hàng nó quá gấu luôn các bạn. Thùng chất lượng nó thì không phải nghĩ. Nếu bác nào mà có lấy loa DK Dan King này thì hãy liên hệ với cả Tiến Bimbi nhá. Theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Loa DK Dan King. Model lô của nó là KH12 các bác nhá. Các bác có chơi mạng chắc là có, tôi chưa lên đâu mà là loa nó về lâu lắm rồi. Nhưng mà đôi khi là nó vội quá thành ra là không còn gáo lên cho các bác xem. Mà lo là có một đôi thôi. Bác nào lấy thì là mai sáng vậy sớm thôi, tôi sẽ chuyển cho. Để mai là cuối tuần luôn. Thứ 6 giờ. Các bác mà một thứ 7 chuyển tiền cũng không chuyển được. Đó. Nếu bác nào lấy thì alo sớm thôi nhé. Cực gấu luôn, tiếng nó cực sạch. Nó trong mắt luôn, chứ không có ồm như những cái loa một số loa tàu những cái hãng không tin tuổi gì cả các bác. Ở đây DK Dan King các bác dùng đẩy các bác biết rồi. Tiếng nó cực cực hay luôn. Các bác mà chơi một đôi này và một con súp
40 hay thước 30 tùy phòng to phòng nhỏ này mình, và một con đẩy và một con vang số T3 hay là VS360 thì nó là chấm hết các bạn. Lời alo này thoáng, cực thoáng các nhá. Đó. Đây bát đây, các bác nhìn bát cũng biết là bát khủng không khủng. Chứ còn không có báo nhiều. Đây, nó mà nói chung là nó không tránh được xuất phát thì không tránh được. Nó tháo ra nó xem trước thì xuất phát thì cái giấy dán tem dán trên thì không tránh được. Các bạn. Cực gấu các nhá. Cái này nó to, nó dày, có là nhìn này, nó dày độ mấy phần đây. Từ trên đây đến trên đỉnh này. Mà xuống cái này, nó có thể tầm hơn 4 phần, gần 5 phần. Các bạn, đây từ trên mặt đỉnh này nha, mà xuống đến chỗ đáy là gần 5 phần. Đó. Đây là cái tem nó sản xuất bao năm bao nhiêu này, chữ đen đen này, tôi chả nhìn rõ lắm nữa. Chả biết hai biết mấy này. Đó. Thì là 1712314 này. Đó. Tin từ in. Hàng này các bác không nghĩ đâu. Bác nào mà có nhu cầu lấy thì alo sớm cho Tiến BNB. Gần trong đây. Nói chung loại nó không có nhiều, các bác nào lấy alo sớm nhé. Theo số điện thoại trên đó. Đôi này mà các bác nghe ở nhà gia đình thì nó chấm hết. Chả vào hốt chết chập cháy cái loại loại này cả. Đánh to thoải mái, công suất nó là 1238W. Đây là công suất max của cái bát. Còn ở trên loài nó để 500 các bác. Trên loa đây nè 400W. Đấy, 800 và 1600. Đó 400-800 chắc là mình đánh phòng to phòng rộng. Gạt lẫy này. Bốt và rát. Đấy, tôi nghĩ thế. Còn đây là Isin and Ukapi 1400. Đó. Nói chung xịn lên từng con ốc các bạn. Các bạn cái gì con ốc là các bạn choáng luôn. Đây là ốc vít nò tét các bạn này. Cực dài nha, phải 4 phân. Lục giác. Cực mới luôn. Ốc vít nò 8 con. Ốc viền mịn. Dài 5 phân. Nó quá khủng, quá khủng. Dài 5 phân các bạn nhé. Ốc viền mịn 5 con, 8 con. Dài 5 phân. Thôi, bây giờ xin chào tất cả các bác. Bác nào mà có yêu em DK này thì sẽ alo sớm cho Tiến BNB để được nhận hàng sớm nhất. Vâng, và rất mong các bác là ủng hộ bấm like cho Tiến BNB để được xem nhiều video mới nhất. Vâng, và bây giờ xin chào tất cả các bác.